Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, mặc dù tình hình chính trị ở Đông Nam Á vẫn khá ổn định so với các khu vực trên thế giới, nhưng nhiều quốc gia trong khu vực vẫn đầu tư khá mạnh mẽ vào các trang thiết bị quân sự, đặc biệt là lực lượng không quân. Theo giới chuyên gia đánh giá, Việt Nam và Singapore là hai quốc gia trong khu vực luôn ngang ngửa với nhau về sức mạnh không quân lớn. Với các máy bay chiến đấu hiện đại và độ bền cao, những chiến đấu cơ này có thể giúp bảo vệ chủ quyền trên biển và hoạt động trên một khoảng cách xa từ các căn cứ trên bộ. Tuy nhiên, vào năm 2015, sau khi nhận đủ 12 chiếc Su-30 MK2 thì Việt Nam chính thức vượt qua Singapore để trở thành quốc gia có nhiều máy bay chiến đấu hạng nặng nhất khu vực Đông Nam Á. Đội hình Su-30 của Việt Nam trở thành niềm ao ước của rất nhiều quốc gia trong khu vực và trở thành nỗi sợ hãi của những quốc gia muốn nhòm ngó vùng biển, vùng trời của Việt Nam. Với các bạn có bao giờ thắc mắc hiện nay Việt Nam sở hữu bao nhiêu tiêm kích Su-30 trong biên chế, sức mạnh của chúng như thế nào? Số lượng và chất lượng đó liệu đã đủ để Việt Nam tự tin cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo chưa? Hãy cùng Tin Mới đi tìm câu trả lời ngay trong video này nhé! Thưa các bạn, máy bay Su-30 là dòng máy bay chiến đấu đa năng do tập đoàn Sukhoi của Nga sản xuất và bắt đầu phục vụ từ những năm 1996. Đây là dòng máy bay có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, từ tiêm kích đánh chặn giành ưu thế trên không cho đến chức năng cường kích như yểm trợ bộ binh trên bộ và tiêu diệt tàu chiến trên biển. Với Việt Nam đặc thù có vùng biển dài, thêm lục địa rộng lớn, những chiếc tiêm kích như thế này là không thể thiếu cho biên chế. Nó sẽ giúp quân đội Việt Nam vững vàng hơn khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực tế, trước khi Su-30 xuất hiện, quân đội Việt Nam đã đưa vào sử dụng một số dòng tiêm kích khác. Tuy chưa phải là đỉnh cao tiêm kích nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều cho không quân Việt Nam. Cụ thể, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đưa vào trang bị dòng máy bay tiêm kích hạng nặng Su-27 Fokker do Liên Xô sản xuất. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 1995 đến 1998, Việt Nam đã lần lượt tiếp nhận 12 chiến đấu cơ Su-27SK, Su-27UBK và Su-27PU. Đây là phiên bản tiêm kích phòng không có tên định danh là NATO là Flanker B. Tuy nhiên, với nhu cầu tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là trong thời gian gần đây, Biển Đông thường xuyên dậy sóng, việc cần bổ sung thêm lực lượng tiêm kích phiên bản nặng đô hơn là không thể không làm, và Su-30 bắt đầu được Việt Nam nhắm đến. Cho đến ngày nay, Su-30 đã trở thành lực lượng chủ chốt không thể thiếu trong không quân Việt Nam. Vừa qua, chắc chắn không ít bạn đã may mắn được chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn của những chiếc tiêm kích Su-30 trên bầu trời Hà Nội để chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, rồi phải không ạ? Đây chính là dàn Su-30 phiên bản mới nhất, hiện đại nhất mà Việt Nam đang sở hữu. Nếu bạn nào chưa kịp nhìn tận mắt thì trong triển lãm diễn ra tới đây thì đừng bỏ qua nhé! Các bạn thân mến, vậy hiện nay Việt Nam sở hữu bao nhiêu chiếc tiêm kích Su-30, sức mạnh của các trung đoàn Su-30 của Việt Nam như thế nào? Theo thống kê về lịch sử trang bị máy bay Su-30 của Việt Nam cho thấy, những chiếc Su-30 đầu tiên được Việt Nam mua lại vào năm 2003. Khi đó Việt Nam đã mua 4 chiếc Su-30 MK2V. Và một năm sau, vào năm 2004, thì 4 chiếc Su-30 MK2V đã được bàn giao và lần lượt có số hiệu từ 8531 đến 8534. Chúng được ngụy trang bằng lớp sơn màu xanh dương. Vào tháng 1 năm 2009, Việt Nam đặt mua tiếp 8 chiếc Su-30 MK2B và đến năm 2010 và 2011 thì 8 chiếc Su-30 MK2B này đã được biên chế chính thức trong quân đội Việt Nam và lần lượt có số hiệu 8535 đến 8541. Tháng 2 năm 2010, Việt Nam mua tiếp 12 chiếc Su-30 MK2V và 12 tiêm kích này có hiệu số từ 8571 đến 8582. Chúng được ngụy trang là màu xanh lá và nâu đất. Đến năm 2013, chúng ta lại tiếp tục mua thêm 12 chiếc Su-30 MK2V. Và cho đến hết năm 2016 thì hợp đồng 12 chiếc Su-30 MK2V mới hoàn thiện và các máy bay Su mới thực sự về tay quân đội Việt Nam. Có thể thấy rằng, tính đến cuối năm 2015 thì số máy bay Su-30 mà Việt Nam đang sở hữu là khoảng 32 chiếc, kèm 4 chiếc được giao trong năm 2016. Tổng cộng Việt Nam có khoảng 36 chiếc tiêm kích Su-30. Thế nhưng vào tháng 6 năm 2016 đã xảy ra một việc đáng tiếc. Cụ thể, trong khi huấn luyện trên chiếc máy bay Su-30 MK2V,
phi công thượng tá Trần Quang Khải, phi công cấp 1, tham mưu trưởng trung đoàn 923 và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công cấp 3, phó phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hoa Mắt, cách phía đông bắc bờ biển Vinh, Nghệ An khoảng 40 km. Cả hai chiến sĩ đã hy sinh kèm theo một chiếc máy bay Su-30 bị phá hủy. Như vậy, đến cuối năm 2016, số máy bay Su-30 mà không quân Việt Nam đang có là 35 chiếc. Theo thông tin được biết, thì toàn bộ những chiếc Su-30 này hiện đang được biên chế cho 3 trung đoàn không quân, bao gồm Trung đoàn Không quân 927, gọi là Trung đoàn Lam Sơn, đóng tại sân bay Kép Bắc Giang để bảo vệ vùng trời phía Bắc. Trung đoàn 923 gọi là Đoàn Yên Thế, đóng tại sân bay Sao Vàng, Thanh Hóa, làm nhiệm vụ khu vực miền Trung, và Trung đoàn 935, hay còn gọi là Trung đoàn Biên Hòa, bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa. Xem đến đây, hẳn nhiều bạn bè sẽ thắc mắc tại sao Việt Nam chỉ mua phiên bản Su-30 MK2V mà không phải phiên bản nào khác của Su-30. Thực ra, Su-30 MK2V được coi là phiên bản nâng cấp mới nhất từ máy bay Su-30K. Nó là phiên bản dành cho xuất khẩu, sau đó là phiên bản Su-30 MK và hiện nay là số 30 MK2. Còn nhãn hiệu 2V là ký hiệu dùng để xuất khẩu cho một số quốc gia nào đó. Ví dụ, như phiên bản dành cho Ấn Độ là Su-30 MK1, dành cho Malaysia là Su-30 MKM, cho phiên bản của Việt Nam là số 30 MK2V là dành cho Việt Nam. Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết, đó là ở phiên bản xuất khẩu cho Việt Nam, nhưng tiêm kích Su-30 MK2V đã được chúng ta yêu cầu có thêm một số cải biên để có thể gia tăng tính năng chiến đấu trên mặt biển. Chính vì vậy, Su-30 MK2V cũng được đánh giá là phiên bản xuất khẩu mới nhất và hiện đại nhất. Nó mạnh hơn tất cả các anh em cùng cha các mẹ khác của nó, được xuất khẩu sang các quốc gia khác. Theo các thông số kỹ thuật mà chúng tôi có được, thì số 30 MK2V là loại tiêm kích đa năng, hoạt động cho mọi điều kiện thời tiết ngày lẫn đêm, đơn giản cũng như phức tạp. Đây là máy bay quân sự có tốc độ siêu âm, có thể chiến đấu trên không và tấn công trên mặt nước, mặt đất. Ngoài ra, tốc độ bay cao nhất của Su-30 MK2V hơn 2.100 km/h, gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Lượng nguyên liệu đủ hoạt động phạm vi 3.000 km, chiến đấu cơ có 12 giá treo, mang 8 tấn vũ khí, giá mỗi chiếc kèm theo khí tài trang bị lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Về khí tài, Su-30 MK2V có thể gắn 12 quả tên lửa dưới cánh và thân máy bay, gồm tên lửa đối không, tên lửa chống hạm cao tốc, tên lửa chống radar. Các loại bom mang theo có bom đầu gắn camera chụp ảnh, có thể tự dẫn tới mục tiêu, bom trùm, bom cháy. Máy bay còn vũ trang một pháo 30mm. Với sức mạnh này, nó được mệnh danh là hổ mang chúa, dũng mạnh nhất trên bầu trời. Ngoài ra, Su-30 MK2V được trang bị thêm hệ thống điện tử hàng không tinh vi, đặc biệt cho chỉ huy điều khiển, thông tin liên lạc, máy tính, khả năng tình báo, giám sát, thu nhận mục tiêu và trinh sát. Chưa hết, nó còn sở hữu tầm bay xa đặc trưng, hiệu suất bay cao và cảm ứng mạnh mẽ của thiết kế Su-30 nguyên bản, và được trang bị một loạt vũ khí hiện đại như tên lửa chống hạm KH-31 Mark 3 và tên lửa phòng không R-77. Ngoài ra, thiết kế của tiêm kích cho phép hai phi công điều khiển máy bay, phi công ngồi trước điều khiển máy bay và phi công ngồi sau điều khiển vũ khí. Điều này dễ dàng cho việc tăng cường hiệu suất chiến đấu và máy bay có thể sử dụng hiệu quả cho việc đào tạo phi công mới. Tại Việt Nam hiện nay, các đơn vị phòng không không quân được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng máy bay Su-30 MK2V hiệu quả nhất và tích cực từng bước làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, khả năng chiến đấu cho đội ngũ phi công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có thể nói, đội hình Su-30 MK2V hiện nay đang giữ vai trò xương sống của không quân Việt Nam. Các bạn thân mến, so với thế giới, số lượng tiêm kích của Việt Nam tuy không phải nhiều, nhưng ở Đông Nam Á, Việt Nam vẫn được coi là quốc gia số 1 trong việc sở hữu những dòng tiêm kích hiện đại này. Với sự đồng hành của những hổ mang chúa, Su-30 MK2V, không quân Việt Nam chắc chắn sẽ đủ sức làm chủ bầu trời và xuất kích để bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào, phải không các bạn? Thưa quý vị và các bạn, một số máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện gần đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, trong khi cơ quan phòng vệ của hòn đảo cũng nâng mức báo động chiến đấu. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết, một số máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện gần đường trung tuyến, ranh giới phân định không chính thức ở eo biển Đài Loan. Ngoài ra, một số tàu chiến Trung Quốc cũng xuất hiện ở khu vực này từ ngày hôm qua, buộc Đài Loan điều động máy bay theo dõi. Theo nguồn tin, cả tàu chiến và máy bay Trung Quốc đều di chuyển gần đường trung tuyến trên eo biển trước khi quay trở lại. Trong khi đó, các máy bay Đài Loan cũng trong trạng thái sẵn sàng hành động.
Truyền thông Đài Loan đưa tin, cơ quan phòng vệ hòn đảo cũng tăng cường mức độ báo động chiến đấu từ sáng ngày hôm nay đến chiều ngày kia, tổ chức sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông SCFBI. Ngày hôm qua cho biết, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu có thể đã tới gần đảo Đài Loan. Theo SCFBI, nhóm tác chiến tàu sân bay gồm tàu sân bay Ronald Reagan, hai tàu hải quân và đội bay với các máy bay chiến đấu FA-18, trực thăng và một máy bay trinh sát. SCFBI xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện cách Đài Loan khoảng 800 km về phía đông nam. Các động thái của Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm tới châu Á. Bà Pelosi dự kiến sẽ tới thăm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hãng tin Financial Times dẫn các nguồn tin thạo cho biết, bà Pelosi dự kiến gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày mai. Reuters cũng dẫn nguồn tin của báo địa phương Đài Loan Liberty Times cho hay, sau khi thăm Singapore, Malaysia, phái đoàn của bà Pelosi dự kiến đến Đài Loan vào 22 giờ 20 phút ngày hôm nay, nghỉ qua đêm trên hòn đảo và gặp lãnh đạo Thái Anh Văn vào ngày mai. Nếu bà Pelosi đến Đài Loan, bà sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ đến hòn đảo trong vòng 25 năm trở lại đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày hôm qua tuyên bố quân đội Trung Quốc không bao giờ ngồi yên và Bắc Kinh sẽ có những phản ứng kiên quyết và các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ông Triệu nhấn mạnh, vì bà Pelosi là quan chức cấp cao số 3 trong chính phủ Mỹ nên chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ dẫn đến tác động chính trị nghiêm trọng. Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Một số chuyên gia nhận định Bắc Kinh có thể lập vùng cấm bay ở khu vực quanh Đài Loan hoặc điều máy bay quân sự chặn máy bay chở bà Pelosi nếu có ý định đáp xuống hòn đảo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.